Shop Lo Bị Chim xin kính chào tất cả các bác. Em chào toàn thể mọi người đang xem video của em. Bác nào nhìn thấy em chào em một tiếng ạ, cho em xin một chữ và đăng ký kênh và chia sẻ kênh với ạ. Em xin cảm ơn tất cả các bác. Thì hôm nay em làm cái video này để giới thiệu cụ thể hơn từng cái dòng lưới mà cơ sở em đang kinh doanh và đang sản xuất. Thì trước mắt các bác đây, em sẽ đi vào cụ thể từng loại một. Thì loại này em sẽ giới thiệu trước. Dòng này đó là dòng lưới dù các bác nhá. Lưới dù này chuyên để chúng ta đi úp những cái loại chim đầu trắng hay là còn gọi là con chim hét xoan đấy ạ. Cái này mắt của nó các bác này, mắt của nó này, mắt này là vuông 2,5 các bác nhá, hay là còn gọi là then 2,5. Mắt 5 khi chúng ta sử dụng mà úp con chim đầu trắng, nó sẽ lọt đầu con chim hét nhá các bác nhá. Dòng này là dòng lưới dù Thái, rất chi là chắc chắn, bền đẹp. Và màu thì bọn em đã nhuộm thành màu cỏ khô hết rồi. Đây các bác thấy đây ạ. Và toàn bộ các bác này, sợi của nó nhá, sợi này toàn bộ sợi xe 3 hết đây ạ. Toàn bộ sợi xe 3, sợi xe 3 dù 6 các bác nhá. Đó, sợi xe 3 hết các bác ạ. Đây này, sợi xe 3 nhá, rất chi là chắc chắn. Hàng này nói chung là em bao đẹp cho các bác luôn. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại em để ở đây. Thì ngoài dòng lưới úp héc này, mắt 5 này ra, thì còn có cả loại mắt 6. Mắt 6 thì chúng ta cũng úp được héc thì nó dễ, nếu mà chúng ta úp được đàn đông thì nhanh, dỡ nhanh hơn. Mắt 6 đấy của nó là sợi 4 các bác nhá. Thì tiếp theo là cái dòng lưới, cũng là lưới dù, lưới úp, là cái dòng này. Đây, dòng này thì mắt nó nhỏ hơn, then của nó là then 1,5 các bác ạ. Đây, then của nó then 1,5. Dòng này mắt 3 chuyên để đánh con chim di, chim sẻ đấy, chim én đấy, chim nhạn vân vân. Đấy, dùng để úp những con chim nhỏ nhỏ hơn đấy. Đó, cái này là then 1,5 nhá. Cái này của nó sợi cũng toàn bộ là xe 3 hết, dù Thái. Đó, sợi 3 các bác nhá. Hàng em bao chuẩn cho các bác luôn, dù Thái chuẩn luôn nhá. Còn tiếp theo đi vào cái thằng này thì mắt to hơn này. Mắt to hơn này, thằng này của nó vuông này, vuông 1, 2, 3, vuông này vuông 4,5. Mắt này mắt 9, chuyên để úp cu ngói đấy. Úp cu, úp ngói, úp những cái con chim to hơn, nó nằm ở dưới đồng ấy. Đó, thì úp thằng này. Đấy, thì thằng này sợi của nó là sợi 6 này. Đây, sợi to này, tha hồ các bác úp không sợ nổ mắt lưới đâu. Thì ngoài các dòng lưới úp dù này ra, bên em cũng cung cấp cho các bác thêm cái dòng mà lưới gọi là lưới này là lưới tàng hình các bác nhá. Lưới tàng hình thì có đầy đủ các cỡ mắt lưới, từ mắt 2.5 cho đến mắt 8. Đó, đầy đủ các kích thước nhá. Bác nào cần như nào thì hãy alo trực tiếp với em. Và cụ thể hơn là cũng chuẩn bị cái mùa vụ sắp tới rồi. Em cũng sản xuất được trước được một ít để phục vụ quá trình chúng ta săn bẫy chim đêm mùa vụ sắp tới rồi các bác ạ. Thì trước mắt các bác đây, đằng này thằng em hết hàng lâu lắm, hôm nay cũng về được một số lượng cũng tương đối là nhiều. Hàng 2.800 mắt, mắt 8 K100 và mắt 7. Đó, sinh pha chuẩn các bác nhá, ánh tím luôn. Đây, cái hàng này thì em bao cho các bác 100 mắt thì không chạy mắt nào. Đây, thằng này đây, thằng ánh tím đây các bác này. Hàng này rất chi là đẹp rồi. Nếu bác nào xài hàng này rồi thì chúng ta xài hàng lưới khác thì chúng ta không thích bằng đâu. Đây này các bác này, không chạy mắt một chút nào luôn. Đây em kéo này, em kéo hết cỡ này, các bác nhìn thấy không? Đấy em kéo này, không chạy mắt nha các bác nhá. Hàng này đây em kéo thử mấy mắt nữa cho các bác xem này. Đây ạ, đây em banh nha. Đó, chúng ta lấy tay banh thử này. Đó, banh hết cỡ này các bác nhìn tay em gồng này không ạ? Nhưng mà cũng không nổ mắt đâu các bác nhé. Nói chung là nếu mà một số bác mua hàng ở bên em về bảo là ơ em ơi làm sao báo là không chạy mắt nhưng mà anh banh vẫn bị, thì phải nói là xin lỗi các bác luôn, công khai là chắc là các bác vào những cái tay lưới nó vào những cái khoảng dệt lỗi ấy, thì cũng không thể tránh được các bác ạ. Tại vì trong tay lưới nó sản xuất ấy, nó cũng bị lỗi một hoặc hai chỗ, thì mong các bác hết sức thông cảm cho em. Tại vì em nói như này thì hàng chuẩn em mới dám nói lên đây là hàng không chạy mắt, chứ không bao giờ có chuyện là nói một đằng lại gửi hàng một nẻo. Đấy, thì cái số điện thoại này em để ở đây rồi. Bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp với số điện thoại này của em. Nói chung các loại lưới úp thì em luôn luôn sẵn kho và số lượng cũng rất chi là lớn. Đây hôm nay em mới nhuộm xong số hàng này đây, thì em cũng làm video để thông báo tới tất cả toàn thể các bác luôn. Bác nào có nhu cầu cần hãy alo trực tiếp với em. Em xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Thì ngoài lưới ra ở bên em cũng đầy đủ phụ kiện luôn các bác nhé. Từ âm ly, loa toa, loa Việt Nam, loa nén Việt Nam đấy. Và phụ kiện săn bẫy đầy đủ luôn. Thòng này,
kẹp cặp kiềng này, nói chung đầy đủ đồ ngụy trang nữa các bác nhá, giò các kiểu rồi vân vân. Bác nào cần gì hãy alo trực tiếp về số điện thoại này của em xin cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của em, hẹn các bác ở những video lần sau nhá. Và cũng như thường lệ thì bây giờ em sẽ đăng tải luôn cái video này lên để cho tất cả mọi người nhận được cái thông tin, ai có nhu cầu thì hãy qua shop ủng hộ em nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ, chào các bác nhá, hẹn các bác video lần sau.